Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 4 tháng 6 năm 2022. Thì vườn em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. Quý anh chị chọn lựa cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại bên em ship cây không chậu nha. Thì quý anh chị sau khi nhận cây mình để khoảng 10 ngày sau quý anh chị trồng lại ha. Thì quý anh chị nào đặt hàng mà đơn hàng 200 ngàn thì em luôn gửi kèm cho quý anh chị cái gói thuốc kích rễ nha. Thì quý anh chị để 10 ngày sau quý anh chị trồng lại. Rồi sau đó quý anh chị dùng thuốc kích rễ quý anh chị kích nó ha. Rồi quý anh chị để trong mát khoảng 10 ngày rồi quý anh chị đem ra chăm sóc bình thường nha. Thì do cái lứa xứ cũ này là rất là lớn nha quý anh chị về có thể mình cắt tỉa rễ thoải mái rồi ha. Mình sửa lại luôn nha quý anh chị. Chứ cái rễ dưới mà nó dài quá quý anh chị nuôi nó là không có phát triển đâu nha. Quý anh chị phải tỉa rễ là bớt. Đó như những cái rễ này nè về quý anh chị phải cắt tỉa ha. Quý anh chị để khơi lên vậy là không có được nha. Rồi bắt đầu cây số 1. Cây số 1 là cây màu đỏ cánh hoa rất là dày nha. Dạng đỏ đậm ha. Khuôn hoa tròn. Khuôn hoa rất là tròn, cố gắng đứng hoa nha. Rồi cây số đỏ số 1 này là giá 50. Cây này cái bộ lá nó cũng đẹp nè quý anh chị. Bộ lá nó cái kiểu rất là đẹp ha, kiểu sóng 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 y chang như cây hoàng tử nhỏ vậy ha. Đó, này bộ lá đẹp luôn ha. Rồi cây số 1 này giá 50. Hoa cũng đẹp luôn. Này bộ lá nó cong rất đẹp nha. Rồi tiếp tục cây số 2. Cây số 2 là cây đỏ chính giữa có cái sọc hồng nha quý anh chị. Xe bông trung bình lớn, cánh hoa dày, họng họng đen ha. Cây này thì chùm nụ tầm mười mấy nha quý anh chị. Chùm nụ tầm mười mấy, bộ lá đẹp. Rồi cây này quý anh chị nuôi lớn là hoa cũng rất là đẹp nha. Một lớp này là hơi trổ khỏi chơi ha. Rồi cây số 2 này cũng cũng tương đối nha quý chị. Cây số 2 này giá 70. Cây số 2 giá 70 nha. Rồi cây số 3. Cây số 3 là cây hồng hồng đỏ rõ nét nha. Cánh nhọn, cây này bộ lá rất đẹp. Nụ thì nụ rất là nụ nó nụ luôn. Cây này em có sạch đàn nha quý chị. Mỗi đầu nó đã cho 3 nhánh ha. Này quý chị nuôi là thành phẩm luôn ha. Nuôi thành phẩm rồi lâu lâu một năm thì quý anh chị giật tàn nó lại thôi chứ nè, mỗi đậu lên 3 nhánh hết trơn nha. Đó. Thì cái thuốc kích rễ của em á là nó có tác dụng là đâm chồi luôn nha quý anh chị. Có nghĩa quý anh chị xả tàn có thể nó lên được 2-3 nhánh là chuyện bình thường nha. Ưu điểm của nó là nó có rất nhiều ưu điểm ha. Là cây số 3. Cây số 3 này là giá 70.000, cây hoa rất đẹp. Tàn đẹp, bộ lá đẹp luôn, củ thì to đùng, củ rất là to nha. Cây số 3 này giá 70. Cây số 4 nha quý anh chị. Cây số 4 này cũng rất là đẹp luôn, trắng đỏ đậm rõ nét ha. Sao bông trung bình lớn, bộ lá đẹp, cây phân tàn rất là tốt. Cây này thì về quý anh chị có thể mình dùng dây mình kẹp nó lại ha, hoặc là quý anh chị có thể sạc tàn. Rồi cây số 4 này là giá 70 luôn nha quý anh chị. Số 4 giá 70, hoa rất đẹp luôn. Củ này thì cũng trung bình ha. Số 5. Số 5 là cây này là đỏ tươi nha quý anh chị. Cây này bộ lá đẹp luôn. Bộ lá nhuyễn dài ha. Này chùm nụ tầm 10. Cây phân tàn rất là tốt. Phân tàn rất là tốt nha. Củ này thì to đùng luôn. Cây này củ hiện tại quý anh chị nhìn thấy nó được 3 củ ha. Rồi cây phân tàn rất là tốt luôn. Cây này hai lớp nha quý anh chị, đỏ tươi. Rồi cây số 5 này là giá 70. Số 5 giá 70 luôn nha. Rồi cây số 6 ha. Cây số 6 là cây nền vàng sọc đỏ. Nền vàng sọc đỏ. Cây này củ đẹp luôn quý anh chị. Củ đẹp ha. Đây, nền vàng sọc đỏ. Nhìn rất đẹp nha. Cây này thì bộ lá đẹp, thân nâu. Cây này củ đẹp đó ha. Cây số 6 là giá 100. Số 6 giá 100 nha quý chị. Số 6 giá 100 ha. Cây này cũ nó có hai rễ này. Cái này quý chị có thể mình kéo ra làm chân dài ha. Đẹp luôn. Rồi cây số 6 là giá 100 nha. Cây số 7 là cây hoa rất là lạ luôn. Tím nha quý chị. Tím. Nhìn rất đẹp ha. Đây tím đỏ. Cái rìa này nó tím nè. Chính giữa này nó trắng. Có chính giữa này cái sọc màu đỏ. Nhìn hoa rất đẹp nha, khuôn hoa tròn. Sai bông trung bình lớn. Cây này là nhỏ nha quý chị, lứa sau. Nhưng mà cây này em có ra chậu rồi cho nên củ nó cũng trọng trọng nè ha.
củ trồng trồng. Cây này tàn nhánh cũng rất là ngon lành nha, hoa thì rất là đẹp luôn. Rồi cây số 7 này giá 100. Cây này quý anh chị nuôi lớn là nó trổ qua là rất là đẹp nha. Rồi cây số 7 100. Cây số 8 nha. Cây số 8. Cây số 8 là cây cũ cũng tương đối nha quý anh chị. Cái này là kem sọc đỏ, rìa đỏ ha, hai lớp. Sai bông to hai lớp ha. Cây này thì phân tàn tốt. Em có sạch tàn rồi nha. Rồi cây số 8 này là giá 70 nha quý chị. Cây số 8 giá 70 nha. Cây số 8 giá 70 ha, do cái cũ này nó hơi nhỏ ha, hơi nhỏ. Rồi. Số 9. Số 9 nha. Số 9 là cây hồng rất đẹp luôn. Hồng trắng ha. Hồng trắng, hồng đỏ. Sai bông trung bình lớn. Cây phân tàn tốt. Củ này củ nhỏ nhưng mà giống này mau lớn luôn quý chị. Cái cây này nó cái mức độ lớn nó trung bình thôi nha. Còn như cái cây này là nó nhờ tay rằng nó lứa sau, nhưng mà cái củ này là nó mau lớn nha quý chị. Cánh hoa dày. Cánh hoa dày, sai bông trung bình lớn. Cây này phân tàn tốt. Cây số 9 này giá 70 luôn. Số 9 giá 70 ha. Số 10. Số 10 là cây hoa màu vàng chanh. Chính giữa có cái sọc trắng nha quý chị. Vàng này cũng đậm đậm ha. Vàng này cũng đậm đậm. Cây số 10 này thì cũng lứa sao luôn, nhỏ. Phân tàn 4 nhánh nha. Cây số 10 này giá 100. Số 10 giá 100 nha quý chị. Sai bông trung bình lớn, cánh hoa rất là dày ha. Rồi cây số 10 này giá 100 luôn. Rồi tiếp tục là cây số 11. Cây số 11 là cây rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Cái họng thì màu đỏ nâu. Màu đỏ nâu, sai bông trung bình lớn ha. Một bên là đỏ nè quý chị, một bên là gân. Một bên đỏ, một bên gân ha. Thì nhìn cái hoa nó rất là đã ha. Đây. Rồi, cây này là lứa sau ha. Củ nhỏ nhưng mà giống này mau lớn nè quý chị. Rồi, cây số 1 này là giá 150.000 nha. Cây số 1 này giá 150 ha. Rồi, cây số 11 giá 150 nha quý chị. Cánh hoa dày, hoa thì rất đẹp luôn. Cái họng thì màu nâu ha, ra nửa bông luôn. Rồi mà một bên đỏ, một bên gân, rất là đẹp, rất lạ ha. Cái này nuôi lớn hơn chỗ bông này riêng luôn. Cái này không rất màu nha quý anh chị. Số 11 này giá 150 ha. 12. 12 là cây nền trắng sọc đỏ nha quý anh chị. Cây này chuyển màu nha. Chuyển hồng. Cái này giá 70.000, củ to ha. Củ nhỏ nhưng mà cái giống này là màu lớn nha quý anh chị. Cây số 12 này giá 70. Này là lứa nhỏ luôn nha. Củ nhỏ thì lứa nhỏ này là nó còn nhỏ nha quý anh chị. Quý anh chị thích bạc hoa thì mua, chứ nó là còn nhỏ ha, cụp tay thôi. Rồi 13 là cây hoa rất là đẹp luôn ha. Nền cam sọc lem đỏ rất là đẹp, sao bông rất là to, cánh hoa dày luôn ha, phát triển bình thường. Nhưng mà tiếc cái là cái thân nó là nó nhám nha quý anh chị. Đây nó lớn thì cái nó làm như nó cái thân nó xám xám vậy, cái nó nứt da nha quý chị. Nhưng mà phát cây phát triển bình thường nha, bộ lá nè rất là đẹp. Rồi cây số 13 này là giá đáng lẽ là nó cây này là có giá trị lắm nha quý chị, nhưng mà tại cái thân nó vậy. Cây này em bán 70.000 nha quý chị, về chơi thì bình thường ha, rất là đẹp, hoa rất là đẹp luôn, mà cái nết của cái thân này nó dở ha. Rồi cây số 13 giá 70. Chứ đáng lẽ là cây này là nhiều tiền nha quý chị. Rồi 14 nha. Cây 14 là cây hoa màu vàng, ở ngoài nó có hồng hồng ha. Cây này thì nó mới trổ được có 4 cái cánh nó chuẩn thôi. Cái cánh này nó bị lỗi ha, chứ cái cánh này nó ra mà đều nữa thì nhìn rất là đẹp nha. Màu vàng, ngoài có chấp hồng ha. Cây này cũng nhỏ xíu. Anh chị nào thích mặt hoa thì mua nha, cũng nhỏ xíu luôn. Rồi cây số 14 này giá 100. 14 giá 100 nha quý chị. Màu vàng thật là đậm luôn ha. 14.500. Cây 15. Cây 15 là cây cũng hoa rất là đẹp luôn. Một bên tím, một bên vàng nha quý chị. Chính giữa có cái sọc hồng. Hai lớp, hai kiểu bông khác nhau ha, hai lớp khác nhau. Rồi cây này thì cái cánh trong nó hơi lật nha quý chị. Cái cánh trong nó hơi lật nhẹ thôi. Cũng ngắn đứng qua, cây này bộ lá đẹp, cây phân tàn tốt luôn, cũng nhỏ xíu nha. Cây 15 này là cũng nhỏ xíu luôn. Rồi cây 15 này giá 150.000.
Cây này hoa rất đẹp nha quý chị. Quý chị nuôi lớn là rất cái giá trị ha. Rồi 15 cho anh 150. Rồi cây số 16 nha. Cây số 16 là cây dòng của Đại Mỹ Nhân. Cây này là trắng hồng đậm ha, trắng hồng đậm. Cây này phân tàn khỏi chê luôn, phân tàn rất là hoành tráng luôn ha, củ to luôn, củ to. Rồi cây này là giá 100, giá 100 nha quý chị. Cây số 16 này giá 100, củ rất là to luôn ha, củ này nhìn có múi nha. Rồi thấy giá 100. Rồi cây số 17 nha. Cây số 17 là một cây củ to nha, già nha quý chị. Cây này nãy em làm rớt nó bị trầy miếng da, không sao nha quý chị. Rồi cây số 17 này là cái màu đỏ rất đậm nha, dạng đỏ cherry, hai lớp rất đẹp luôn, cánh hoa dày, hoa trổ bung căng ha. Rồi cây này bộ lá đẹp, phân tàn tốt, củ to. Cây số 17 này giá 100 nha, 17 giá 100, hoa rất đẹp luôn, màu đỏ đậm, thật là đậm ha. Rồi 18, 18 là cây hoa cánh nhọn, một bên trắng một bên đỏ đậm nha quý anh chị. Sai bông to, cây này bộ lá đẹp ha. Cái này là cái giống này là nó phát củ, nó phát triển trung bình ha, không có màu lớn lắm nha quý anh chị, nhưng mà trồng cái độ lớn nó trung bình thôi nha. Cây số 18 này là giá 100, hoa đẹp nha, hoa rất là đẹp luôn, cánh nhọn rất là đẹp, 18 giá 100 ha. Rồi cây số 19, cây số 19 nha. Cây số 19 là cái kiểu củ này là cũng to nha quý chị. Cái giống này thì cái bộ củ nó cũng tương đối đẹp ha. Gân, gân rất đẹp luôn. Cây gân rất đẹp nhưng mà nó sai bông là sai bông trung bình thôi nha. Sai bông trung bình. Đó, cây này quý anh chị nuôi lớn sạc tàn rút tàn lại, nó trổ bông mà gọn gọn vậy là nó rất là lâu tàn nha quý anh chị. Rồi cây này là nó kiểu cách nó là nó phát tàn y chang như cái cây kỳ duyên ha. Mình quý anh chị thấy không? Phát tàn như cây kỳ duyên. Cái nết nó như vậy ha. Mà bộ cũ thì hôm nay cũng có bán mấy cây thì cái bộ cũ này nó cũng nói chung là đẹp đó quý anh chị. Cái giống này gì mà cũ đẹp. Nó cũng cái kiểu cách của nó cái cũng eo o rồi cũng ngon lành ha. Rồi cây số 19 này giá 100. Cánh hoa rất dày nha, nhưng mà sao bông là sao bông trung trung bình thôi nha. Sao bông trung bình ha. Cái giống này thì nụ rất là nhiều. 19 giá 100. Rồi cây số 20 nha. Cây số 20. 20 là cây dòng sao Noel. Cây này thì cái giống này thì khỏi chê, cây này là nó nằm trong cái chậu này một năm mấy hai năm không thay đất mà nó lớn sách không nổi luôn nha quý chị. Đây hoa cũng đẹp luôn, đỏ thì tím ha, khuôn hoa tròn luôn, khuôn hoa cũng tròn ha. Rồi cái cây này thì thôi nó lớn rất là lớn nha quý chị. Này để về cho quý chị xem, nó nằm trong chậu 10, nằm trong chậu 10 mà nó nằm trong chậu 10 mà nó lớn được vậy là cái giống này, cái cây này là nó thuộc dạng là thôi màu lớn nha quý chị. Rồi cây số 20 giá 200, số 10 giá 200 nha quý chị. Cây này cũng rất là to nha. Số 20 giá 200. Hoa nó sai bông thì cũng dạng tương đối lớn nha quý chị. Đó, đỏ tím ha, khuôn hoa dạng tròn tròn. Rồi 20 giá 200. 21. 21 là cái tím hai lớp nha quý chị. Tím hai lớp. Trong nó là họng họng trắng nha. Cây này phân tròn rất là đẹp luôn. Cây này về quý anh chị đun củ lên lần lần làm cây tàn dù mình chơi ha. Đó, mình đun củ lên lần lần nha quý anh chị. Cây 21 này củ rất là to. Hoa tím thì sao bông rất là to nè, cánh hoa dày. Rồi cây số 21 này giá 250.000. 21 giá 250 nha quý anh chị. Cũng ngắn đứng qua ha. Màu tím rất đẹp luôn. Rồi tiếp tục là cây số 22. 22 là cây dòng của Đại Mỹ Nhân. Cây này hai lớp nha quý anh chị. Hai lớp rưỡi. Cây này quý anh chị nuôi tốt có thể lên 3 lớp được. Rồi cái cây này giá 150.000 nha quý anh chị. Màu đỏ trắng rõ nét ha. Nhưng mà này nó hai lớp dưới trong nó có ngàn ngàn trong ha. Rồi cây số 22 này cũng to. Cũng to nha. Cây này em có sạc tàn rồi. Mỗi đầu tàn thì nó phân được 3 nhánh nha. 2 đến 3 nhánh. 2 đến 3 nhánh nha quý anh chị. Đây. Rồi cây số 22 này là giá 150.000.
Cây số 23 nha quý chị. 23 là cây hai lớp dạng vàng lem nha quý vị. Kem kem lem ha. Hoa rất là đẹp, cánh nhọn ha, bung căng. Cây này phân tàn rất là tốt bên trên nè. Phân tàn rất là tốt ha, cái này gì quý anh chị sạch tàn lại ha. Rồi cây này thì bộ rễ nó nhìn cũng đẹp nha quý anh chị. Đó, nhổ ra là sơ sơ ở trên mình thấy có được ba cái rễ ha, ba cái rễ bự. Một rễ, hai rễ. Dưới đây rễ cắm xuống nữa là ba rễ ha. Dáng nằm thước tha luôn. Rồi cây số 23 này giá 100. 23 giá 100. Quý anh chị thấy nó trên vậy chứ quý anh chị nhổ ra là nó to nha. 23 giá 100. Rồi cây số 24 ha. 24 là cây màu đỏ xong rất là to. Cây này có đơn củ lên rồi, củ được 3 củ rất đẹp nha. Đây, 1 củ, 2 củ, 3 củ. Củ rất là to. Hoành tráng luôn ha. Đây, củ rất đẹp nha quý anh chị. Cái này là mình đôn rễ lần lần lên cho được ha. Rồi cây số 24 này giá 100 nha quý anh chị. Hoa rất là to ha. Hoa rất là to. Rồi 24 giá 100. Rồi 25. 25 là cũng cái cây dòng đại mỹ nhân nha. Cái này là trắng hồng, trắng rìa hồng ha. Củ ngắn đứng qua cánh qua dày. Cây này phân tàn tốt, củ rất là to luôn. Cây số 25 này giá 100. 25 giá 100 luôn nha quý anh chị. Đây. Tàn rất là ngon lành nha. Rồi mấy những cái này gì quý anh chị có thể rút tàn lại được hết ha. À, mà em khuyến khích quý anh chị nên xả tàn nha. Cây sứ mỗi năm mình nên xả tàn một lần thì giúp cây sứ mình nó phát triển nhanh mà nó mau thành phẩm nha quý anh chị. Rồi cây số 25 giá 100. Rồi cuối cùng là cây số 26 nha. Cây số 26 là cây dòng của thằng Sao Đen nha. Này là đỏ rìa tím, này sẽ bông trung bình thôi nha quý chị. Cây này nhỏ ha, nhỏ so với nó thôi chứ nó là dạng cung cũ cũng lớn quý chị ha. Rồi cây số 26 mà ghi 27 nè. Rồi cây số 26 này là giá 200 luôn nha quý chị. Cây số 27 chứ lỗi, này ghi số nào thì bán số đó. Cây số 27 này giá 200 nha. Đây 25 27 ha. Rồi cây số 27 này là giá 200 ha. Rồi tổng cộng hôm nay em có 26 cây không quý chị, chọn lựa cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị nha.